Bảy xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Bảy. Hôm nay thì cả nhà Bảy đi lại tới vườn mua nho các bạn ơi. Cái vườn này là gần nhà Bảy, năm nào nhà Bảy cũng đi tới đây hết trơn, canh mà tới lúc người ta mở bán các bạn. Bữa nay người ta bán hôm qua rồi, nhưng mà bữa nay mới ngày nghỉ là mới đi lại mua. Mua nho đầu mùa các bạn, cái trái của nó to dữ lắm. Ở đây là mối của Bảy, năm nào cũng lại đây hết trơn á. Bảy qua đây mấy năm là mối của Bảy mấy năm đó. Rồi đây thì đã tới rồi các bạn ơi. Bảy lại buổi trưa đó nghe, buổi sáng là đông dữ lắm. Anh chủ mê cái nho ở đây, nhưng mà ở nhà Bảy cũng thích cái nho ở đây nữa. Bạn ăn mấy chỗ rồi, nhưng mà cái này là Bảy không có nhớ cái tên nha. Nói chung là Bảy chỉ ăn thì Bảy nhớ cái gì các bạn ơi, còn tên thì Bảy không nhớ đâu. Cái này là một đầu mùa thì nó hơi mắc, một ký là 2 sen 3, rồi tới cuối mùa là mấy ghẻ lợi đó, các bạn ơi. Ở này thì Bảy mua 4 chùm, mua xong rồi đi ra ngoài này có chỗ cái vườn nho này các bạn. Ngoài cái vườn nho ở đây thì có để lê ra sẵn bán, lê ở đây cũng ghẻ. Ở đây là cái vườn, vườn này cái cây này là cái loại cái trái nó nhỏ các bạn ơi, cái trái nó nhỏ xíu mà nó chùm chùm vậy đó, nhưng mà nó có hạt, cái này rẻ lắm. Năm nào Bảy tới nó chín Bảy cũng lại mua 1 chùm 2 chùm dạng hết trơn á. Cái này ăn giống như là mình buồn miệng á, mình ngồi mình coi phim hay là gì đó, mình ngồi mình ăn cũng đỡ buồn miệng. Mà cái nho này cũng ngon mà nó rẻ lắm. Rồi ở đây là cái nho giống hồi nãy Bảy quay cho các bạn coi đó. Nhưng mà cái vườn này là vườn ngay chỗ cái chỗ bán các bạn. Còn 2-3 vườn phía bên kia nữa, nhiều dữ lắm. Gần cuối mùa là người ta cho mình vô hái đó các bạn. Gần đầu mùa người ta không có cho vô hái. Lê này ghẻ, Bảy mua 2 bọc. Rồi xong bây giờ đi quay qua, bây giờ về nhà các bạn ơi. Bảy xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Bảy. Hồi nãy thì đi mua nho thì nhớ em nó ngủ. Ngủ chưa dậy, bây giờ là đi mua về xong rồi chỉ mới ngủ dậy. Rồi thôi thì bây giờ hai chị em Bảy đã chuẩn bị một cái mâm rồi các bạn ơi. Bây giờ Bảy mời các bạn cùng thưởng thức với hai chị em Bảy nha. Này là mâm trái cây ngũ sắc luôn đó, tùm lum hết trơn. Rồi các thích ăn cái nào? Cái này cherry, cái này là cherry, còn cái này là trái momo á các bạn, Bảy mua trong Costco á. Cái này hồi nãy cứng lắm, để Bảy ăn thử thôi. Còn cái này là nho nè, mỗi năm ở nhà Bảy thích ăn cái nho này nè. Với bơm, với lê, với cam. Nói chung là mâm trái cây ngũ quả. À, cho Bảy thấy trong đó người ta gọt gì đây nè. Ôi là nó ra gì đây nè. Nè. Kể đến ngày trong đó người ta có cho ăn thử các bạn ơi. Vô không? Vô. Ai vậy? Cái này hồi nãy Bảy thử rồi các bạn ơi, Bảy thử rồi xong rồi ăn ngon lắm. Cái này là ăn chấm với muối, muối này là muối gì Cát? Muối xí muội. Muối xí muội, Cát đi Đà Lạt hôm bữa rồi mua qua bọc nửa ký ha Cát. Cái này ngọt, ngọt ha. Nhưng mà nó không có giòn, chắc tại giòn hả? Nhà mẹ muốn ăn giòn sực 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 nữa. Ngọt quá, cái này ngon. Một hộp nó hai mấy trái là 6-7 trái hả? 6 trái. 7 trái, không biết nhớ mấy trái, 6-7 trái gì đó. Mà 1 sen 2 sen 3. Trời ơi, giờ đang ăn cái chỉ nghe điện thoại xong rồi chỉ chạy ra ngoài luôn rồi. À, chạy ra ngoài xong rồi chỉ ngồi ngoài đó luôn rồi chị không vô, không vô Bảy ngồi đây mình luôn. Đây sò để bắt dây dơi cái điện thoại, lấy điện thoại của ai coi, không lấy điện thoại của anh chủ. Cái này về á Bảy quên bỏ vô tủ lạnh. Cái này mình bỏ vô tủ lạnh nó còn giòn ngon nữa. Chơi đột xuất tự nhiên là bỏ bạn bỏ bè ngồi mình, trời ơi chơi không được. Ở nhà có 4 người à,
Bây giờ ba người á không có thích lên quay phim chụp hình gì hết trơn á, giờ có một mình bảy à. Trời ơi sống sao nổi. Cái này ngon. Ngon quá trời, chấm với cái muối xí muội á bạn. Cái muối xí muội này là bảy cũng mới ăn lần đầu luôn đó. Con cũng mới ăn lần đầu luôn hả các? Ăn nhiều hả? Trời ơi, vậy sao mấy lần con không giới thiệu cho mẹ hết trơn mà sau này con mới cho em giới thiệu. Xong rồi chỉ mới xách qua cho ông Bọc nè. Ấy mốt giờ mua nửa xách qua. Cái muối xí muội này á mình ăn là mình ghiền luôn đó, để bay đi lấy cho các bạn coi. Nó là này nè, như để trong đây thấy nó ngược ngược sao ta nè. Bọc này mấy trăm gram nó không biết, nhưng mà ngon lắm. Bạn nào chưa ăn thì ăn thử, như bạn nào chưa ăn mà giống không biết giống như bảy đó nha. Còn mấy đứa tin tin nhỏ nhỏ thì chắc nó biết cỡ như cát rồi, tụi nhỏ nó hay ăn mấy cái này nó biết. Để vẽ thử trái nhồi, anh chủ nói ngọt đó. Cái này mua có hai cái loại khác nhau. Hôm qua là mở cửa hôm qua đó bạn, người ta mới bắt đầu người ta bán hôm qua rồi. Bữa nay á mới rảnh để chạy đi mua là ngày thứ hai. Năm nào cũng canh hết trơn á, vừa người ta vừa mở bán xong rồi đi mua. Nó ngọt nó thơm. Chị Cát thì thích ăn cherry. Nho này ngọt quá trời nè Cát. Con lấy ăn chùm đi. Dễ tới không? Con lấy ăn chùm đó đi. Chỉ ngồi ở ngoài á, sát bên thì chỉ lú vô sợ thấy thấy cái tay. Khổ tâm quá trời luôn. Anh nhỏ thì ảnh đi ra anh câu cá, ảnh với anh chủ đi ra câu cá. Như hai cái này là nó khác nhau nè, cái loại này thì ngọt hơn cái loại này, nhưng mà bảy không có nhớ tên. Người ta có ghi tên ở đây chứ mà bảy không nhớ, bảy chỉ biết ăn thôi bạn. Tại vì trong đó người ta có ghi luôn bạn, ghi tên với lại ngọt bao nhiêu độ á. Cái này 18 độ, cái này là 19 độ, cho nên là cái này ngọt hơn. Hình như là năm nay cái trái này nó không có bự bằng năm trước. Năm trước là phải nhớ cái trái nó lớn lắm. Một chùm này là tính ra là 250 á, một chùm như vậy đây nữa các bạn. Một chùm như đây là 250, tại vì mua hôm qua mua 4 chùm mà 5 sen mấy hả nhỉ, 5 gần 5 sen chứ, 4 sen 8, 4 sen 9 nhỉ. Nho này ăn vô nó thơm thơm. Ăn cái này chấm với muối là mình thấy trái cây nó ngọt nó ngon, tại vì muối xí muội này nó ngọt ngọt cái sẵn à. Ăn xong ăn cái này là ăn muối này là ăn là ghiền các bạn, mà hồi ăn xong là uống nước là xỉu luôn đó. Lần đầu tiên á các cái đem qua xong rồi bảy ăn xong rồi tối bảy uống nước quá chừng luôn. Mới nhớ lại à, thì ra là mình ăn ăn muối. Tự nhiên bài mắm trái cây đây ra xong mình lên sổ vô ngủ chơi cát đi ra ngoài câu cá, rồi giờ kéo nhau đi ra ngoài câu cá luôn, còn mình bảy ngồi trong nhà.
Mà bữa nay trời ở ngoài là cũng mát, dự báo thời tiết trời mưa mà chưa thấy mưa. Nho này nè, nho này tên sò á, ảnh thích ăn lắm, không có hạt, nho thì cũng mắc. Vô rồi, chạy ra chạy vô, hai đứa chạy ra chạy vô ăn nữa không cá đó. Chỉ ăn cái gì cũng coi sợ là calo nó bao nhiêu calo. Xong rồi mới thắng tóp mỡ rồi chấm tóp mỡ với cá khô. Dìm hàng chỉ hên là chỉ không có vô đây. Cái nho bự lắm, bự hơn cái nắp chai luôn á các bạn. Mà cái vỏ nó dày thơm. Ăn cái này xong mà no luôn. Cái này đào á phải ăn nhanh nhanh chứ mình ăn chậm là nó mềm, cho nên ăn cái này mà chấm với muối nữa là đúng bài luôn đó. Cái này tính gọt vỏ, nhưng mà nãy cái chị ở trong đó cho thử á, thấy người ta ăn nguyên vỏ thôi, đi về về cũng mắc trước phải ăn nguyên cái vỏ luôn. Mà ăn nguyên vỏ cái vỏ nó cũng mềm, nó mỏng. Trái trái này giòn không trái nãy luôn á. Ha. Ngon. Cá muối chuyển mưa rồi kìa, chỗ này chuyển mưa quá trời nên là dự báo thời tiết là mưa đó. Tại vì á từ sáng tới giờ á làm bảy làm chuyện xong rồi vừa làm trong bếp rồi ăn lạp sạp nữa, với lại ăn mấy cái này nó cũng nhanh no lắm, nhanh no mà hửng nhanh đói. Các bạn nào á thích ăn cái gì mà cái này nè, giờ đi vô Costco đi vô liền đi, tại bảy làm cái này xong là bảy bảy up video liền á, cho nên là bạn nào coi á là đi vô liền, đi vô mua liền đi, tại vì cái này người ta mới mới đem về các bạn, cho nên nó còn giòn. Ngon. Mắc cười giống như bạn nói bạn ăn hai cái momo các bạn. Anh ta kêu bằng trái đào trái momo bạn nói bạn thích ăn cứng. Cái anh chủ nói cái đó hả? Ai mặn cứng ta ăn mềm mới ngon chứ ai mặn cứng. Mà tại vì mấy người Nhật ở đây các bạn ơi, thì mình nói mình ăn đồ mà cứng cứng là người ta không có thích ăn. Người ta nói mình kỳ á. Mà mình thì mình lại ăn thích ăn cái đồ mà cứng cứng á, cứng cứng chấm muối rồi ăn mới ngon. Bảy đưa cho cá cái xong chỉ nhăn mặt, nãy giờ chỉ nói chỉ no no. Ăn cái này xong mình phải chạy ra đi ra ngoài biển coi anh chủ với anh sầu câu được bao nhiêu cá nè. Tại vì giờ này bắt đầu trở đi là người ta vô người ta câu cá nhiều các bạn, cỡ 4 giờ trở đi chứ từ buổi trưa là nước nó cạn á, nước ngầm nó rút xuống không có nước, với lại câu không có cá, giờ này là bắt đầu người ta chạy vô nhiều lắm.
Sói đen sò nó mê chứ ha, anh chủ là mê hơn đen sò đó. Đen sò nó ra chút chạy vô, ra chút chạy vô, chạy ra chạy vô hoài. Ngoài chuyển mưa quá trời đen luôn, cát tối thui luôn kìa. Ừ, chắc cũng sắp mưa rồi. Nho này vậy chứ nó nặng lắm bạn, để phải cho các bạn coi nè. Cái cây của nó nè, cái cây của nó lớn dễ sợ luôn. Cái cây của nó bằng bằng cái ngón tay của bảy luôn vậy đó. Nói thì nghe hơi quá nhưng mà thấy nè, nó lớn nè, các thấy không? Thấy cho cát nó coi nó xác nhận là chính xác. Hai bạn sẽ kết thúc cái video ở đây. Bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của bạn. Hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye.